Hello mọi người, mình là Vi và chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Video hôm nay là một chiếc unboxing mà mình đã chờ đợi quá xa lâu rồi. Một món quà tự thưởng cho bản thân vì năm học qua mình đã làm rất tốt. Đồng thời mình cũng có những tiến bộ tích cực và kênh YouTube này là một trong số đó. Mình đặt mua của Moham vì thấy review nhiều và đồ cũng rẻ nên mình quyết định mua thử. Thì rẻ thiệt đó mọi người, mình mua hồi Shopee sale 7 tháng 7 á, mà mình tưởng dịch nên chắc tháng sau mới tới. Nhưng sau 2 tuần thì em nó đã về với buôn làng rồi. Đến với món đồ đầu tiên nè, đây là băng keo kéo vì mình từng dùng loại này và rất thích. Chất keo không quá dính nhưng dùng dán giấy là siêu đã luôn, khỏi cần đến keo hồ hay là băng keo hai mặt. Cầm kéo cái rẹt xong dán thôi. Mặt sau còn có chỗ để thay lõi nè. Và mình đã mua thêm một cái lõi đề phòng. Mình khá thích các đồ mà thay lõi được á, để không phải hết là mua nguyên cái mới. Đây là sticker hình gấu. Mình thấy dễ thương nhưng mà có thể dán lên đồ vật chứ chất sticker này dán sổ không ăn nhập lắm. Ui nhiều quá. Một chiếc washi hình bánh mì. Còn đây là hai chiếc washi bản siêu nhỏ. Mình hay dùng để trang trí các viền xung quanh á. Ui mua lẻ cái nó dày quá trời nè. Cái này cũng giống vậy vì mình tưởng nó mỏng nên mới mua hai cái. Chuyên mục washi lại tiếp tục. Đây là bộ 5 washi họa tiết trang trí. Mà nó có họa tiết hình học quá ư là xinh. Giống mấy họa tiết trong graphic á, mà mình quên tên rồi. Tiếp theo là bộ 8 washi theo chủ đề mùa thu. Vì một thế lực nào đó mà dạo này mình xài tông màu lam với cam hơi bị nhiều nên cứ mặc định mua màu nâu nâu cam cam cho nó tệp với nhau. Mình không thích kiểu nổi bật hay viền hình, nhẹ nhàng như này thì mình trang trí đỡ khó chịu hơn. Thêm hai chiếc bản nhỏ nữa nè. Mua theo set thì mỏng hơn mua lẻ ha. Ta-da, sticker này giống cái washi bên đây nè, cũng hình bánh mì. Xinh quá má ơi, toàn hình đồ ăn thôi. Qua đến sticker tròn, mình hơi bị thích sticker tròn đó vì nó rất tiện. Dài quá nhăn mất mấy đoạn rồi nè, tức. Tông màu thiệt là dịu dàng đồng thắm. Đây là postcard để trang trí tường. Hình như là của một bạn tên là Albert Blue á. Mình hay thấy mấy tranh này được làm hình nền laptop, điện thoại và background nữa. Postcard in chất giấy dày hẳn luôn nè. Cái này cùng bộ với sticker trước đó mình mua.
thấy chưa, mình bảo thế lực nào đó mà mình chuyển qua màu cam lam mà. Úi sao không có chỗ mở trời, coi tức ghê không. Mình tưởng nó là notepad dính lại với nhau, ai ngờ nó tách rời ra thế này. Bởi vì em xinh quá nên tôi sẽ chấp nhận bỏ qua. Bộ sticker chủ đề biển, mình thích dùng loại sticker giấy như này. Nó cực kỳ hợp để dán sổ luôn, vì có độ trong vừa phải để tẹp với màu giấy. Chứ có đợt mình xài sticker trắng đặt xong giấy màu ngà, ta nói nó ngứa con mắt ghê nơi. Mèn đét ơi, nhiều thế á. Sticker tròn xin tiếp tục ra mắt. Lại là những biểu cảm gương mặt không thể cưỡng lại. Trời má ơi, màu xinh vậy ai chịu nổi trời. Trời ơi. Giấy bình thường, còn cái này có một lớp bóng ở trên hơn. Còn đây là một combo trang trí chủ đề nghệ thuật. Mèn ơi, nhìn cái muốn đi vẽ liền quá. Đây là tượng thạch cao mà hay được dùng luyện thi vẽ. Cha coi kiến trúc kìa, hơi bị vintage à nha. Tôi xin lỗi, như sticker tròn lại xuất hiện tiếp rồi. Lúc đầu mình tưởng là dạng postcard hay giấy cứng để dán tường, nhưng mà nó chỉ là giấy mỏng bình thường thôi. Thích hợp làm mood board để mình có hứng vẽ đó. Và sau đây là món đồ được chờ đợi nhất. Xin chào, tôi là chiếc hộp 100 sticker và tôi rất bự. Tôi đang bị khui và mọi người chờ tôi tí nha. Quá dày, cùng mở ra thôi nào. Ái chà chà, ái nè nè, giống với hình chụp lắm à nha. 100 tờ lận đó mọi người, dán đầy nhà còn được. Mà ai làm vậy đúng không? Phải để dành trước. Mấy sticker viền này là dễ phối với trang trí lắm luôn á. Mỗi tờ sẽ có mấy sticker bự bự và cả mấy cái nhỏ nhỏ luôn. Ui, có đỏ xanh với đen nâu nè. Ôi không, tôi bị u mê em này mất rồi. Còn có cả hộp đựng nữa. Xin hết phần thiên hạ rồi em ơi. Chắc sẽ lâu lắm mình mới mua văn phòng phẩm tiếp đây. Biết mình đã nhắc đến chữ nhiều và chữ xinh bao nhiêu lần rồi nhỉ. Mà nhiều thiệt sự, 10 điểm cho Moham nha, dù thời gian chờ đợi có hơi lâu. Mà rẻ lắm mọi người, mình sẽ để link hết dưới phần mô tả để lan tỏa sự xinh xẻo này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, cùng lan tỏa sự dễ thương này để có tinh thần học tập và làm việc tiếp nha. Like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Vẫn là nhớ giữ gìn sức khỏe trong khoảng thời gian này nha. Mong là dịch sẽ sớm qua để mọi thứ trở lại về bình thường. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.